máy máy này là máy Yodetsu 4105A, cái máy nhà mình thế này, mặt sau nó cũng là cái chỗ để chúng ta thay thế nguồn thay pin, thì tháo cái nắp này ra nguồn ở đây. Anh em nhớ rằng là khi sử dụng cái máy đo này xong thì thường cái máy mới á người ta sẽ tháo pin ra và rút nguồn, rút tháo tháo pin ra để đảm bảo là cái thiết bị của mình nó sử dụng lâu bền, để pin ở trong đây sau cái thời gian là nó sẽ làm đen cái đèn. Hoặc là nhớ kiểm tra đã tắt nguồn hay chưa, rồi các cái nút dặn là đã chuyển về vị trí bắt đầu hay chưa, lau chùi rửa sạch những cái chi tiết bộ phận của nó, sau đó là bỏ nó vô bình bảo quản. Và nhớ là cái máy đo này nó không giống như những cái máy đo khác, là một cái chế độ đo. Cái máy này là máy dùng để đo điện trở nối đất, điện trở nối đất. Máy này là máy đo điện trở nối đất hay không? Thì cái nắp của nó là nên mở lên rồi để xoay xuống ở đây, để cho nó không mắc thì chúng ta xoay và lót nó bên dưới. Khi mà xoay xong lót ở dưới thì nó trở thành mặt trước như thế này. Thì cái bộ đi theo của cái máy đo này, bộ đi theo của máy đo này là nó còn có ba bộ dây có màu khác nhau, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, có chiều dài khác nhau luôn, kèm theo hai cái cọc. Hai cọc này nó gọi là hai cọc cũ, hai cọc này là để đóng xuống đất. Cái máy này thì nói nôm na để cho anh em hiểu là trong quá trình đo là người ta tạo ra một cái tác động, một cái xung điện giống như là xung sét đánh xuống dưới đất, sau đó là nó tản về, kép mặt về thì nó sẽ hiện lên cái giá trị đo của bộ phận nó đã thành đo. Thì ở đây nó cũng có một cái nút nút giặt, cái nút này là để người ta bấm đo, và nó cũng có cái chức năng là nó cũng có cái chức năng là giữ, tức là bấm trong cái trường hợp nếu mà ta ấn mà ta xoay, ấn mà xoay thì nó sẽ nằm lại ở vị trí đó và nó giữ cái giá trị đo nó ở đây. Sau khi mà chúng ta xoay theo cái chiều ngược lại, ấn vô và xoay ngược lại thì nó sẽ mẫu ra. Phía sau là nó có ba cái lỗ cắm. Ba cái lỗ cắm này là nhà sản xuất người ta đã bố trí cho mình luôn, là màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Thì trong cái lúc mà chúng ta sử dụng là nên lưu ý dây màu nào thì sẽ cắm vô trong cái lỗ đó. Dây màu xanh thì sẽ được cắm vào cái lỗ màu xanh, dây màu vàng sẽ được cắm vô lỗ màu vàng, dây màu đỏ sẽ được cắm vô vào lỗ màu đỏ. Đó là sử dụng nguyên bản của cái thiết bị. Cái cọc này là cọc nối đất. Thì khi mà chúng ta đóng cọc thì anh em lưu ý bắt đầu từ cái dây màu xanh. Dây màu xanh này là sẽ được nối vô cái bộ phận nối đất cần đo. Là tôi muốn đo ở một cái, cũng đo ở chỗ cái họp kiểm tra của cái hệ thống nối đất an toàn điện hoặc là an toàn hoặc là hệ thống chống xét. Tôi sẽ cắm cái đầu dây xanh này vào và kẹp cái này vào, cầm cái kẹp cái này lên trên cái dây kiểm tra từ dưới đất đưa lên đó, của cái hệ thống nối đất là sẽ kẹp vào. Rồi sau đó là người ta sẽ sử dụng cái dây vàng cắm vào trong cái lỗ vàng này, mở nó ra, kéo ra ngoài cho đến khi mà chúng ta xác định rằng là cái mép ngoài của cái hố nối đất ở cái khu vực mà
cạnh đó đến cái vị trí cái cọc mà mình đóng đối với cái di vàng này ít nhất 5 mét. Thì vậy là trước khi chúng ta đo là anh em là nên xem cái hồ sơ thiết kế nó đắp đó. Nhưng mà thường thường là mình đi xuống đứng như là không biết những cái đó thì người ta làm rồi, kể cả là cái người quản lý sử dụng ở đó, quản lý sử dụng ở đó người ta cũng không biết và chưa tập đóng cao. Nếu mà người ta biết được thì tốt, mình dò hỏi hoặc là để ý nó như thế nào đấy, coi những cái thứ nào có khả năng người ta sẽ làm được đó, cố gắng là phải hỏi. Thì từ cái mép ngoài của cái hố nối đất ra đến cái cọc vàng đầu tiên, cái cọc này là cọc hát đóng chỗ đó là ít nhất phải được 5 mét, cho nên tốt nhất là nên được kéo thẳng vậy, được kéo thẳng dây dây xanh này kéo thẳng, để như vậy là cái rủi ro mình vi phạm cái khoảng cách đo nó không có lớn, giảm bớt đi. Bởi vì khi mình đóng cái cọc này mà nó ở càng gần cái hố nối đất bao nhiêu thì giá trị nó sẽ nhỏ, nếu mà muốn ăn gian bằng bảo cho nó đen gì đó thì đóng cái lên trên 7 cọc là rõ ràng luôn. Bảo đảm đấy. Rồi cái sợi dây thứ ba là dây màu đỏ, ta sẽ cắm vào cọc màu đỏ, cắm vào cọc màu đỏ, kéo dài ra đóng một cái cọc. Cái cọc màu đỏ này cắt cái cọc màu vàng này ít nhất là 5 mét, ít nhất là 5 mét. Và từ cái vị trí mà cái cọc tiếp đất màu xanh của mình vàng và đỏ thành một đường thẳng, thành một đường thẳng không đánh dứt, không có đóng dứt dắt cảm giác này. Ứng dẫn cái dụng của người ta đây là một đường tàu đóng thành một cái đường thẳng, đóng thành một cái đường thẳng. Khoảng cách giữa hai cái cọc này là ít nhất là từ 5 mét trở lên, 5 mét trở lên. Nhưng mà tốt nhất là anh em kéo thẳng dây, trong cái điều kiện có thể đo được thì ta cứ gãy dây ra ngoài để ta đóng, nó sẽ lớn hơn cái giá trị mà người ta yêu cầu. Thì sau khi lựa chọn, sau khi ta đóng xong rồi thì khi đó là mình sẽ kẹp những cái đầu này vào trong cái cọc, kẹp vào trong cọc. Ở đây nó có cái chỗ để chúng ta kẹp từ đây. Cái cọc này là mình đóng xuống, ngập xuống đến gần đến cái đã, cứ đóng xuống dưới đất bình thường thôi, cửa cái chỗ ngập đất mềm đất có thể đóng được. Thì khi đó là ta đóng nó rồi, sau đó là mình việc đầu tiên là anh em sẽ kiểm tra cái ngập đất, kiểm tra cái gì khác trong đất, bật cái núm chức năng này đến cái chỗ là kiểm tra điện trở của đất, có cái dòng như thế này, ta bật ở cái chức năng này để xem coi là giá trị của nó hiển thị là bao nhiêu vôn. Nếu như giá trị này lớn thì khả năng là cái giá trị chúng ta đo sẽ sai, tức là thường thường là nó khoảng dưới 10 volt thì giá trị đọc của mình là mới tạm chấp nhận được. Nhưng mà nó còn thêm 10 volt. Cái đây này là điện áp ở trong đất, nhưng mà cái này nó còn có thêm một cái chức năng nữa. Cái giá trị đọc này nó thể hiện cho chúng ta biết rằng đó là cái điện áp tàn dư nằm trong đất, có thể giúp cho khách hàng bằng cách nếu như cái giá trị đọc này lớn hơn cái giá trị mà bình thường, giá trị bình thường là 0 volt, nếu như là chúng ta bật cái chức năng đó ở tại cái địa điểm đó đất là tốt, là ổn định, là lý tưởng, thì khi đó là ta bật cái giá trị này nó sẽ hiển thị số 0, giá trị số 0. Nếu như nó hiển thị là 1-2 volt gì đó thì điều đó là trong đất nó có một cái, nó đã bị nhiễm điện từ một cái nguồn nào đó, từ cái nguồn nào đó nó nhiễm xuống đất đó. Thì khi đó là mình có thể khuyến cáo hoặc là mình sẽ đi tìm hiểu.
cái nguồn nhiễm nó tới đâu. Đấy là do câu móc bậy bạ từ những người dân, người ta câu móc hoặc là những cái dây dẫn mà người ta kéo trong khu vực nó bị đứt hoặc là bị chạm gì đó, nó rò xuống dưới đất gây ra những cái chuyện như vậy. Hoặc là nó có cái hiện tượng bất thường trong cái quá trình mà chúng ta đóng cái cọc đó, đóng cái cọc làm hố tiếng đất đó. Nếu như cái giá trị này nó lớn thì cái thời gian sử dụng của cái hố tiếng đất sẽ thấp, bởi vì nó vô tình tạo thành một cái biên tiểu hoạt động liên tục ở trong lòng đất, nó có điện áp mà. Thì sau một thời gian là những cái cọc tiếp đất của mình là nó sẽ bị ăn mòn tự động, ăn mòn và nó phá hủy những cái bộ phận mà mình đóng tiếp đất ở bên dưới. Cho nên là nếu mà chúng ta phát hiện cái đó thì cũng nên khuyến cáo cho nhà sản xuất hoặc cho cái đơn vị mà người ta sử dụng đó, người ta cần phải kiểm tra lại cái tiếp đất ở xung quanh đó, hoặc là trong cái trường hợp mà ta đã kiểm tra rồi không có vấn đề gì, không có cái vấn đề gì thì khi đó đó là chúng ta mới thì người ta phải chịu khó bảo trì bảo dưỡng cái hố tiếp đất của họ. Có thể là cái điện đó nó được rò từ cái công lân cận, ví dụ như cái trụ điện ở bên điện lực người ta làm, và sau đó người ta đóng một cái sợi dây, sợi dây nó đắt từ cái hệ thống của họ đó, từ cái cọc họ nối vào đóng đắt. Thì trong cái vùng đó nếu như mà phụ tải ở trên đường điện của họ là nó không có, mà thường thường là nó sẽ không như nhau, thì nó sẽ có cái điện áp và nó sẽ tản xuống dưới đất. Ở trong cái khu vực chúng ta đo thì cố gắng tránh cái điện áp đó, cố gắng tránh cái điện áp đó, trong cái trường hợp mà không được thì phải chịu và cũng có cái khuyến cáo. Nhưng mà cái giá trị mà chúng ta đọc cái điện trở nối đất, cái điện áp đất đó là không được lớn hơn 10V, nhưng đến 10V là cái giá trị đo mình không đảm bảo độ tin cậy. Rồi sau khi mà mình bật ở cái chế độ này rồi đã thấy rằng là nó ổn, thì thường thường anh em nên ghi nhận lại bằng hình ảnh. Rồi trước khi đo là bật ở cái thang đo cuối cùng, bật ở thang đo ở cái chế độ đo lớn nhất 2000 ohm. Máy đo này có thang đo đến 2000 ohm thì bật cái thang đo lớn nhất, sau đó là thang đo, sau đó là đo. Thường người ta sẽ lấy ở cái thang đo lớn nhất này để đánh tương cho máy, đánh tương cho máy. Thì sau khi mà ta bấm, ta đọc cái giá trị nó, ta thấy nó nhỏ. Nó nhỏ thì căn cứ vào những cái thang đo ở bên dưới, nó có thang đo 200 và thang đo 20. Nếu như mà mình thấy nó hiện cái con số rất là nhỏ, chừng cỡ dưới 20 ohm, dưới 20 ohm thì ta sẽ chọn lại cái thang đo 20, ta đo một lần nữa. Thì khi đó là cái giá trị mình đọc là nó sẽ chính xác hơn. Ở cái thang đo lớn này thì những cái con số lẻ phía sau là nó sẽ bỏ qua, và nó lấy những, nó lấy một con số lẻ phía sau thôi. Cho nên là khi mà ta chọn về cái thang đo mà gần với lại cái giá trị mà ta đọc ban đầu, bây giờ cái số hiển thị trên đây là chính xác hơn. Còn nếu mà ta thấy rằng là cái số mình đọc đó là nó lớn hơn 20 ohm thì ta phải chọn thang đo 200 ohm. Rồi chúng ta mới đo, bấm đo, rồi có thể là ta giữ cái giá trị đọc đó, chụp ảnh lại hay là như thế nào đó. Nếu như mà nó nhảy như thế này, nó hiện lên một cái con số mà nó nhấp nháy như thế này, có nghĩa là tiếp xúc không tốt, ta phải kiểm tra lại. Hiện nay là nó có cái gì đó tiếp xúc không tốt, ảo mặt hay là gì đó ha. Thì rõ ràng là ta không có cắm cái gì hết ở đây, thì nó sẽ hiển thị cái điều đó. Thì tùy theo nhà sản xuất người ta sẽ có những hướng dẫn sử dụng, nhưng mà ở đây là tôi chỉ trình bày anh em là nguyên tắc và cái cách để anh em đo. Nhớ rằng khi đo là ta sẽ chọn cái thang đo lớn nhất, rồi sau đó là mới chuẩn lại cái thang đo mà mong muốn. Trước khi đo là phải kiểm tra cái điện áp đất, điện áp tiếp xúc dưới đất, lựa chọn cái hướng đóng. Nếu cái trường hợp giá trị mà mình đọc được ở đây, giá trị đọc được ở đây mà không đạt yêu cầu mình mong muốn, ví dụ như chỗ đó yêu cầu là đo
nó rất an toàn điện, phải đánh giá nó như 4 ôm. Đo mình thấy nó 8-9 ôm gì rồi, có nghĩa là nó không đạt. Thì chúng ta sẽ di chuyển cái cọc, nhổ hai cọc đó lên, cũng làm những cái thao tác gần giống như là ban đầu, di chuyển. Và nên chọn cái hướng vuông góc với cái hướng hồi nãy mình vừa đóng, hướng bên đây hoặc hướng bên đây cũng được. Nếu trong trường hợp mà có cái khoảng trống thì ta có thể chọn cái hướng đối diện của nó để đóng lại và đo. Bởi vì anh em biết rằng là ở trong đất là nó có tới 4 hướng, chỉ cần một hướng nào đó đạt yêu cầu là được, chứ không phải là bắt buộc phải đo cái hướng nào đâu. Ở đây người ta hoàn toàn không nói nhiều hướng, mục đích là có một cái hướng nào đó, có nghĩa là nếu như chẳng may xảy ra cái sự cố gì đó thì nó vẫn có thể tản chép xuống theo đúng cái yêu cầu này. Vì vậy đó là người ta lựa chọn, nếu như hướng đo này không đạt thì ta sẽ chuyển sang cái hướng vuông góc với nó hoặc là hướng đối diện đo. Nếu mà cái quá trình đo của chúng ta là ta phải lựa, phải tìm hiểu xem là cái đất mình đóng đó là đất mới hay là đất cũ. Bởi vì có những cái nơi là cái đất đó là được mang ở đâu á, lợi đó nó lắp xuống, chứ không phải là bản thân là đất thịt của nó. Cho nên là khi đo là nó sẽ làm cho cái máy đo của mình đo cái giá trị không đúng, hoặc là bên dưới của nó sẽ bị phân tách. Cái lô đất như thế này tới đây người ta đào cái rãnh rất là sâu xuống bên dưới, và người ta để cái ta đào cái mương, rồi sau đó người ta xây bê tông, có nghĩa là từ bên đây sang bên đây là nó đã bị ngăn cách, đã bị cản trở. Thì mình lựa chọn tránh những cái khu vực như vậy để chúng ta đóng đo. Còn trường hợp mà nó không có con đường nào khác thì ta sẽ lựa chọn những cái phương án khác, tìm cái cây, ví dụ như ở trong cái chỗ mà đá giữa đầu núi đá thì mình cứ lựa những cái gốc cây ở bên dưới cái gốc cây đó, bởi gốc cây nó có cái rễ mà, nhưng mà khả năng mà cái rễ này nó ăn qua tới rễ kia cũng có, nhưng mà cố gắng là lựa như thế nào ở những cái vị trí mà để đo được, đóng vào trong cái gốc cây đó, ở những cái nơi đó để đóng được. Nhớ là cố gắng như thế nào đừng để cho cái đất đó mà nó bị phân tách, cái giá trị mình đọc được mới phản ánh được. Sau khi mà lựa được cái hướng rồi, bấm đo lần đầu tiên đạt yêu cầu rồi, bấm đo đầu tiên đạt yêu cầu theo cái giá trị mình mong muốn, thì anh em sẽ dời cái cọc ở giữa, cái cọc ở giữa, cọc vàng này, ta dời về phía trong cũng theo cái đường thẳng về phía trong ở khoảng cách cỡ 1 mét, đừng có giờ xa quá 1 mét để đến 2 mét thôi, tại vì khoảng cách của nó đối với lại ở bên trong đây là nó không có còn nhiều nữa. Ta giờ về phía trong 1 mét và sau đó là ta đo nghiêm cái giá trị, giờ ra ngoài phía xa cái vị trí ban đầu 1 mét nữa, ta đo thêm một lần nữa. Ba cái giá trị mà chúng ta đọc đó, nếu như có một cái giá trị nào đó nó sẽ khác đi một chút, nhưng mà trong ba giá trị đo đó nó phải không sai khác nhau 30% giá trị, dùng cái giá trị ở trong đó là nó sai khác nhau chút đỉnh thôi, không quá 30% giữa cái giá trị đo của những cái lần đo đó, nó không lệch nhau quá 30%, thì khi đó là tạm xem rằng là giá trị đó có thể sử dụng được, lấy trung bình cộng của ba giá trị đo đó, thì đó chính là giá trị đo chuẩn nhất của cái hố tiếp đất mà chúng ta cần phải đo. Nhớ đo là khi cái giá trị mà chúng ta đưa vào cái báo cáo, đưa vào trong báo cáo cho khách hàng mà người ta cần phải có cái báo cáo, mình chỉ đi đo thuê thôi. Còn khi mà đo đánh giá thì mình đo là mình chỉ ghi nhận lại thôi. Nếu như cả ba giá trị đo đó mà nó đều thỏa mãn cái yêu cầu và nó nằm ở trong cái giới hạn mà cái quy trình đo người ta yêu cầu, thì coi như là mình đánh giá nó đạt, là mình chỉ cần chụp lại một cái số nào đó để cần thiết là ta sẽ làm bằng chứng, chụp cái máy của mình kèm theo cái giá trị đo được hiển thị ở trên đây.
đương nhiên là cái máy đi làm là phải có con tem ha, có tem điều chỉnh kiểm định. Ở đây là không có, đây là không có, nghĩa là cái máy này ta mua để phục vụ cho anh em tham quan thôi. Sau đó là những cái cọc này ta nhổ lên, lau chùi sạch sẽ, dây nhợ trong xuôi hết, bỏ vào trong cái bịch. Cái bịch của nó là cái cụm này, ta sẽ bỏ vào trong đó. Con ngăn tất cả một cái đó hết, con gàn rồi chúng ta mới ra về. Cho nên cái máy này là cái máy đo điện trở nối đất, mặt đóng cọc, đậy nắp lại, nhớ là kiểm tra tất cả là nguồn đã tắt. Chứ đôi khi là cha chung không hay khóc, cho nên là máy đo này sử dụng xong rồi người ta ấn cái nút phone người ta giữ ở đó, rồi sau đó là cứ xếp vậy rồi bỏ vô thôi, rồi về tới nơi là mình cứ bóc mình đi thôi, tới nơi thì pin đã hết, ở trong cái chỗ nào đó không có đem theo pin, không có gì để thay luôn.